Để thằng Mông Lê ơi. Trận chung kết giải 44 Hoàng Mai mở rộng sẽ diễn ra dưới trời mưa luôn nha các bạn. Thật sự quá hấp dẫn. Và những giây phút mong chờ nhất cuối cùng cũng sẽ diễn ra. Trận đấu xét đấu thứ ba của trận chung kết giải bóng tiền mở rộng trên quốc hội lần thứ nhất sẽ được phép bắt đầu. Đánh điểm 11 tới thắng nha anh em, 6 điểm đổi sân. Chung kết. Thật sự quá hấp dẫn nha các bạn. Một đều. Điểm một đều. Quang vô. Quá sung các bạn ơi. Hết thấy rồi các bạn ơi, thông cảm tôi nha các bạn. Quá im rồi, đổi gì im rồi. Đổi sân nha các bạn. Sung rồi. Má chồng đang 6 không. Đồng bàn đó. Rồi cái gì em ơi?
Dương Dương đội không có đẹp đã chạm một tay và chiếc bắt đầu. Chỉ còn 5 điểm nữa thôi. Bảy bốn nha bạn. Bảy bốn cho mình đi. Tám bốn cho team Long Hưng nha các bạn. Trận này đánh 11 tới thắng nha các bạn. Mình vô cái này tỉnh quá rồi. Ừ, chèn né đủ banh luôn. Nặng quá không hết chèn. Điểm 5-8. Banh nặng quá chơi vô hết chèn luôn. 5-8. Điểm 9-5. Điểm 16 nha các bạn. Đánh 11 tới thắng nha. Đường nào cũng thua. Còn có 3-4 trái mặt đời. Chỉ cần một trái đất quyết định đúng không? Đội các em sẽ lên ngôi vô của giải chết bức mở rộng. Con sơ có tiền hoàng mai lần thứ nhất. Chết luôn. Má, phát cái bàn thấy chết rồi, bỏ đi. Phát cái bàn thấy chết rồi. Kết thúc chung kết team Lâm Hưng thắng nha các bạn. Quá mưa các bạn ơi. Đi bỏ hết luôn.